Anh em có thể thấy được là mình đang đẩy cái bộ máy phun thuốc trừ sâu đi để phun thuốc. Trông có ngầu ạ, rất là ngầu, thiết kế cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Các bạn có thể thấy được nó thiết kế có hai cái bánh xe này để rất là dễ dàng di chuyển, chỉ cầm một tay thôi. Đây, điều khiển lắc luôn. Đấy, như kiểu trẻ con chơi đồ chơi, chơi đèn lồng ngày xưa ấy. Và bây giờ các bạn muốn phun đúng không? Để như thế này thì nó bị dốc lên dốc xuống này. Để như thế này bị dốc lên này đúng không? Nhật này thiết kế với bản thật nhưng mà rất là đơn giản. Rồi đây, nghe các bạn. Không phải động tay vào, hạ luôn và phun thuốc. Đây là những cái thiết kế rất là tiện dụng của người Nhật. Và thôi, xin mời quý vị các bạn đến gần hơn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một bộ máy phun thuốc Mazuyama MSVK70. Các bạn có thể thấy được cái bộ máy này qua video chúng tôi đang quay tổng quan với những cái tính năng mà mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn. Bộ máy này thì là bộ máy của Mazuyama, tức là cái đầu này là đầu Mazu này. Và Mazu họ mua lại cái động cơ của Kubota để họ ráp vào cái đầu áp của mình. Bộ này thì các bạn cũng có thể dễ dàng xách tay nhé. Này, cũng có thể xách tay được, mà các bạn cũng có thể đẩy được như mình vừa trình diễn cho các bạn xem. Rồi ok, bạn đến gần hơn để các bạn có thể nhìn, cảm nhận, đánh giá được cái bộ máy này như thế nào. Xét về độ mới của bộ máy này thì mình đánh giá bộ máy này nó phải đẹp đến 90%, không hoa một chút nào luôn. Động cơ của nó là động cơ Kubota nhé. Đây các bạn có thể thấy được động cơ Kubota này. Đấy, con này là GS90 các bạn nhé, Kubota GS90. Máy rất là mới, còn cả những cái số series này, số code này. Đấy, GS90 nhé, 2D nhé anh em này. Dung tích này 0.35 lít này, đấy. Công suất con này thì 2.2 HP. Đây các bạn có thể thấy bên lốc này nhìn đẹp không? Rất là đẹp và mới. Và thiết kế của Kubota thì cực kỳ chắc chắn đâu. Những cái khóa xăng cũng ở Taiyo Giken này, rất là đẹp luôn. Đây, lốc công tắc này. Thiết kế thì cực kỳ nhỏ gọn, tiện dụng luôn. Đấy, có chân đế, vỏ bánh xe tất nhiên rồi. Đây, anh em thấy bình thường mình cũng giới thiệu với các bạn cái kiểu đầu này rất là nhiều rồi. Đầu này là đầu piston sứ các bạn nhé, piston sứ. Và Mazu là một trong những cái hãng mà họ rất là mạnh về những cái bộ máy xịt rửa áp lực cao. Đây, cái này có thể chỉnh áp này. Bộ này thì các bạn chỉnh có thể mắc áp lên đến tầm 35kgf này. Đó, piston sứ nhé các bạn nhé. Và bộ máy này là các bạn có thể thấy nhỏ gọn không? Và cái phần đầu này này, nó lắp trực tiếp vào phần động cơ. Do đó thì cái đầu áp này nó chạy đồng tốc với cả cái động cơ này. Vì vậy thì khi mà các bạn thấy khi mà lắp lên thì rất là nhỏ gọn nhưng nó lại rất khỏe và mạnh. Đấy là những cái ưu điểm của những cái bộ máy này. Đây, thuận tiện không? Có cả khung để các bạn có thể dễ dàng xách tay luôn. Thích kiểu gì cũng được. Ừ. Anh em quay một chút về bên phía lốc của động cơ này, nhìn đẹp không? Rất là đẹp. Đấy, máy này là máy nằm các bạn nhá. Thường thường những cái động cơ ở Kubota hoặc cái động cơ E08 ấy là động cơ máy đứng. Còn con này máy nhỏ, động cơ nhỏ, công suất nhỏ nhưng mà lại là máy nằm. Đây, máy nằm này. Nên là chạy khá là êm. Thường máy nằm sẽ được chọn hơn máy đứng bởi vì nó êm này, tiết kiệm nhiên liệu hơn, chế hòa khí này. Đây. Các thứ của nó nhìn rất là chắc chắn nhé các bạn nhé. Thiết kế không thừa không thiếu tí nào luôn. Đây, động cơ rất là mới đấy. Mình vệ sinh không sạch thôi. Đây các bạn thấy không? Ừ, cạo đẩy đẩy tẩy tẩy đi một tí là rất là mới. Thường ở chúng tôi điện máy Minh Sơn mình để bao giờ cũng để nguyên những cái chất máy để cho các bạn có thể dễ dàng theo dõi nhất. Đây các bạn nhìn này, về phần đầu xịt này sơn zin 100% luôn này, sơn màu xanh ngọc cực kỳ đẹp luôn. Màu này là màu đặc trưng của Mazuyama. Đây các bạn thấy biểu tượng của Mazuyama không? Đó là một chàng lực sĩ, tức là tuy mà nhỏ nhưng mà lại cực kỳ khỏe. MSVK70 đấy, các bạn có thể theo dõi lại một lần nữa. Ở bộ máy này thì nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với điện máy Minh Sơn, chúng tôi sẽ để số điện thoại ngay dưới màn hình để cho các bạn tiện theo dõi hơn. Và các bạn muốn test thì có thể liên hệ với chúng tôi sẽ test gửi Zalo cho quý vị các bạn. Vì bây giờ thật sự luôn là mình cũng đang hơi là bận nên là chưa thể nào mà lắp dây súng vào test nó rất là lâu. Vì vậy quay nhanh cho các bạn để các bạn có thể thấy được cái tình trạng hàng như thế này và có thể liên hệ với điện máy Minh Sơn nếu các bạn có nhu cầu. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Những cái bộ máy này theo mình nghĩ giá là nó khá là rẻ. Thế là các bạn rất là dễ tiếp cận nhé. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Những cái bộ máy này, các bác nào mà thắc mắc là cái áp của nó khoảng được bao nhiêu thì các bạn theo mình nghĩ cái bộ máy này các bạn chạy khoảng tầm 200-300m. Nếu mà phun thuốc thì thoải mái luôn, không có vấn đề gì cả. Và cái phần phụ kiện, phụ tùng của những cái đầu Mazu MSVK70 này, mà cái đầu Kubota GS90 này khá là nhiều và sẵn nên là các bạn không ngại về vấn đề thay thế phụ tùng hỏng hóc đâu. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký, like, subscribe kênh
bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Chúng tôi sẽ lên sóng rất là nhiều những cái máy phun thuốc trừ sâu trong cái thời điểm tới này, để cho các bạn nếu mà có nhu cầu thì các bạn biết sẽ liên hệ với điện máy Bình Sơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất nha. Ok.